Sau khi nhận cuộc điện thoại từ thuê bao lạ, một hiệu trưởng trường tiểu học ở Hà Tĩnh đã bị nhóm đối tượng giả mạo công an lừa gần 1 tỷ đồng. Công an huyện Cẩm Xuyên đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra làm rõ. Ngày 27 tháng 3, người đàn ông 58 tuổi chú xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, là một hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, nhận được cuộc gọi tự xưng là nhân viên tổng đài viễn thông, thông báo số thuê bao đang dùng bị do dỉ thông tin cá nhân và số điện thoại này đã bị đăng ký tài khoản để phát tán thông tin xấu. Người đàn ông này đề nghị xóa tài khoản, nhưng người gọi điện nói tài khoản đăng ký ở thành phố Đà Nẵng nên phải có sự thanh kiểm tra của công an địa phương và cho số điện thoại của đội điều tra công an thành phố Đà Nẵng để liên lạc. Quá trình gọi điện, nhóm đối tượng giả mạo công an ở thành phố Đà Nẵng sử dụng nhiều chiêu trò để lừa người đàn ông này nộp tiền vào tài khoản cá nhân và cung cấp các thông tin mã OTP cho chúng. Khi đã nộp số tiền 965 triệu đồng vào tài khoản cá nhân, nhóm lừa đảo đã rút sạch số tiền trên. Phát hiện mình đã bị lừa, hiệu trưởng trường tiểu học trình báo công an. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Xuyên cho biết, đơn vị đã nhận được báo cáo sự việc hiện công an đang vào cuộc để điều tra làm rõ